Thời gian qua, thông tin Hán hậu Tường Sang chính thức trở thành thay mặt Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu quốc tế Miss International 2019 đã nhận được không ít sự ủng hộ của người theo dõi trong nước Anh quốc tế. Để sẵn sàng cho lần chinh chiến tại quốc thi vẻ đẹp quốc tế này, Hán hậu Tường Sang đã tiến hành bộ hình ảnh đồ lót khoa trọn body toàn thân gợi cảm với số đo 3 dòng đạt chuẩn chỉnh 82-62-95. Để có một thân hình hoàn hảo như hiện nay, Tường Sang cho thấy cô đã miệt mài luyện tập thể hình cũng tương tự những kỹ năng trình diễn trong một khoảng ngắn ngày cùng chính sách ăn uống hợp lý. Với lợi thế về hình thể như khuôn mặt xinh đẹp nổi bật, ngoại hình chuẩn chỉnh, vốn tiếng Anh lưu loát, Tường Sang được đánh giá là một trong những đối thủ mạnh tại cuộc thi Hoa hậu quốc tế. Hán hậu Tường Sang là thay mặt Việt Nam tham gia Miss International 2019 tại Nhật Bản từ thời điểm ngày 25 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11 tới. Hán hậu Tường Sang được đánh giá cao về khả năng ứng xử, ngoại ngữ Anh sắc dốt. Dù Miss International 2019 chưa chính thức ra mắt nhưng Tường Sang đã được sự ủng hộ lớn từ người theo dõi trong nước Anh quốc tế.